xin chào tất cả các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là một cái túi đựng đồ nghề Toolbag của Bestay, hãng này là hãng của Đức, có cái model là BTB20. Thì đối với cái túi đựng đồ nghề này, cái gọi là cái ba lô đựng đồ nghề đi, cho các anh kỹ sư, anh cơ khí bên điện cũng được, mà làm trong các cái nhà máy rồi bên ngoài, chúng ta di chuyển bên ngoài cũng rất là thuận tiện. Thì đối với cái túi đựng đồ nghề này thì nó có kích thước đó là 301, bề rộng là 408, bề dài là 408 và chiều cao nó là 308, đó, rất là rộng cho các bạn ha. Và nó được thiết kế rất là chắc chắn, nó rất là dày, nó nặng tới gần 3kg, 2.8 kg. Các cái dây kéo rất là chắc chắn, bố trí rất là chắc chắn. Rồi khi các cái vải sử dụng rất là dày, bên trong nó có các cái bìa nhựa để nó đỡ giữa các cái ngăn với nhau, để cho nó rất là cứng, nó thẳng cái ba lô, nó không bị sụng cái ba lô trong quá trình các bạn đựng đồ nghề vô, nó không có bị sụng cái ba lô xuống mà nó luôn thẳng, nó giữ được cái hình dáng đứng này cho anh chị. Rồi ở cái phần đế này, nó thiết kế bằng cái đế nhựa này, rất là cứng, để trong các trường hợp mà chúng ta mà sử dụng ở cái môi trường mà có cái mặt bề mặt nền hoặc là ở trên phần trên các bạn, khi bạn đứng nó ẩm ướt thì nó không sợ bị thấm nước ở bên trong làm ẩm ướt đồ nghề, ví dụ như một số đồ nó reset hoặc là đồ điện này kia nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, cho nên là cái này đã giải quyết được vấn đề đó. Và chúng ta nhìn sơ bề ngoài thì đối với cái túi này nó có những cái mấy ngăn này, mặt bên này là một ngăn nhỏ, ngăn tiếp theo, một ngăn giữa nó là rộng. Đây là bề nổi bên ngoài, thì có là tất cả là nhìn bên ngoài chúng ta thấy là có 5 ngăn. Rồi bên hông này cũng có các cái túi phụ để chúng ta bỏ, như là đôi khi có thể chai nước hoặc là cái con tén, bù lông COVID chúng ta bỏ vào đây, hai bên đều có hết ha. Rồi khi chúng ta di chuyển có hai phương pháp di chuyển, chúng ta di chuyển đi. Thứ nhất là cái quai sách này. Rất là chắc chắn ha. Thì nó có một cái bao này để chúng ta giữ hai dây lại, chúng ta cầm nắm cho nó thuận tiện, không bị đau tay. Đây. Đó, chắc nó cầm sách đi. Rất là nặng nha các bạn. Nên chúng ta khi các bạn bỏ đồ nghề, bởi vì nó là gần 3 kg rồi, cho nên là khi các bạn bỏ đồ nghề vô nữa là nó đâu đó là trên 10 kg là cũng khá là nặng rồi đó. Cho người bình thường là có vẻ hơi khó khăn rồi đó. Cái thứ hai là nó có một cái dây đeo này. Thì trong trường hợp các bạn đeo lên keo, chúng ta bỏ một số ít đồ thôi, chúng ta sửa chữa ở trên keo á, thì rồi cái cách chúng ta di chuyển thứ hai đó là chúng ta dùng cái dây đeo này, chúng ta đeo lên vai, đồng thời đó khi chúng ta đeo lên vai á thì nó rất là nặng, cho nên một đeo một bên nó rất là khó khăn, cho nên có thể vòng qua đeo và một tay, đồng thời chúng ta một tay xách cần cái quai này để đỡ, nghĩa là một vai sẽ chịu và một vai sẽ đỡ để nó giảm cái lực của một vai đi, rất là tốt cho các bạn cho di chuyển này. Tùy thuộc vào cái khả năng, cái chiều dài của dây chúng ta sẽ điều chỉnh được đây. Đó, dài ra hoặc là ngắn lại, chúng ta rút lại thôi. Đó, rút lại để em rút lên hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào bên trong của cái túi này ha. Chi tiết bên trong thì nó có thể chứa hay nó có thể là đựng được những cái dụng cụ nào. Đây, chúng ta sẽ bỏ cái dây ra, chúng ta sẽ thao tác ha. Bỏ cái dây ra này, chúng ta mở ngăn giữa ra này, cái ngăn nó có hai khóa luôn, khóa hai bên được, chiều nào cũng được. Đó, khóa lại, khóa hai bên. Đó, các bạn thấy cái túi nó đứng này, nó có cái thanh nhựa, tấm nhựa để nó ngăn giữa các ngăn ở trong này, cho rất là đứng, nó cứng, rất là đứng này. Đó, các bạn kéo ra hai bên. Đó, đây chúng ta mở ra ha, Rồi một cái ngăn lớn ở giữa, rất là lớn, rất là rộng, đây rất là thoải mái đây. Đó, nó đứng, nó đứng này, các bạn nhìn nó đứng này, nó có cái phần rèm nó bằng cái tấm nhựa, nó ngăn cách nó đứng. Cái khoảng cái ngăn khoang này rất là rộng, rồi nó có các cái túi phụ bên trong này nữa, đó, túi phụ bên trong này, để các bạn có thể bỏ các cái đồ nghề mà nó không sợ bị đè nén, nó bị hư thì các bạn bỏ vào đây. Đó, nó ngăn hai bên hông này, đó. Rất là thuận tiện ha, chúng ta có thể bỏ này các cái chia cô tông vào.
đây mình bỏ vô này. Đó, các bạn xếp vô. Đó. Tha hồ đựng nha các bạn nha. Đó. Đó. Tha hồ đựng nha. Thêm đi. Thêm. Đây, cái này dài. Vẫn vừa. Đó, vẫn vừa. Đó, dài tới 400-480 lần mà. Đó. Vẫn vừa nha các bạn ha. Đó. Vẫn vừa. Đó, này. Đó, rất thoải mái. Rồi, bỏ ra bớt đi ha. Rồi thì ta là sẽ đi cái ngăn bên hông, cái ngăn nhỏ bên hông. Thì cái ngăn nhỏ này thì nó là chỉ có một ngăn trống này thôi, để các bạn bỏ các chi tiết nhỏ ở đây. Thử là ngăn nhỏ bỏ chi tiết nhỏ đây thôi. Đá cắt hay là cái đầu ba ke bắn mũi khoan hay là mũi khoan gì đó, nói chung là bỏ vào đây. Đây có hai bên. Hai bên tha hồ, hai bên. Đây. Hai ngăn luôn. Rất là chắc chắn. Rồi, bây giờ đến cái ngăn tiếp theo là cái ngăn này rất là hay các bạn này, mình đã mở ra rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu này. Đó, hai bên hông nó có cái hai ngăn này, rồi một ngăn này, đó, cái này nha, bên này cũng giống trang này luôn, mở hết ra, đây, đó, rồi bên trong nó có các cái quai móc này, đó, khi các bạn mang theo các bạn khóa lại thì chúng ta móc cái này lại để cho nó giữ, còn khi các bạn mà trong quá trình sửa chữa mình cần di chuyển một số vài chi tiết mà mình bỏ trong này này, đó một vài chi tiết thôi, hoặc là một vài chi tiết vừa vừa đó mình bỏ ở đây để mình thuận tiện cho quá trình mình di chuyển đó, thì nó có một cái phương pháp này, đây chúng ta tháo hai cái móc ra, đó các bạn ha, rất là dễ thôi, hai cái móc ra, rồi các bạn lột ra này, lột, đó, lột ra, đó thấy không? Lột ra bên này luôn ha, lột ra nguyên trang vậy thôi, lột ra đây, ta lột ra, ở đây nó có cái hai cái mút, lớp mút dính rồi, cái khóa dính rồi này. Rồi ta để qua một bên ha, đó rất là thuận tiện này, hai mặt đều có các cái bảng, cái ngăn nhỏ này, cái ngăn nhỏ cho các bạn bỏ các cái chi tiết thì chúng ta đeo vô, đeo vô đây, mình đeo các bạn theo dõi ha. Cái dây này chúng ta cũng chỉnh chiều dài hoặc là ngắn lại được này. Đó, bạn đeo vô. Trong trường hợp nếu mà ít dụng cụ chúng ta đeo một bên. Đó, còn trường hợp cần thiết là bạn đeo hai bên luôn cũng không sao cả. Đây, mình đeo hai bên các bạn theo dõi nha. Đeo hai bên luôn này. Đó, đeo hai bên luôn. Rồi, trong quá trình chúng ta sửa chữa này, chúng ta bỏ cái dụng cụ ở đây. Đó, chúng ta mang theo. Thấy không? Đó. Cái gì đó nữa tại đi ha. Đó. Đây. Rồi vậy thôi. Đó, các bạn sửa chữa cho mình, sửa chữa mình mang theo như này rất là thuận tiện. Đó, hai bên này. Rất là thuận tiện. Đó. Rồi các bạn tiêu bạn sửa chữa thì là sửa trên cao này, trên cao các cái cầu trục ở trong nhà máy ấy. Chúng ta sửa chữa trên cao chúng ta phải mang nghề lên. Thì trong quá trình đó chúng ta sẽ dùng cái bảng này trong cái túi vest dây này để chúng ta mang lên rất là thuận tiện. Các cái đồ như là tuốc nô vít này, kìm này, rồi mấy cái búa nhỏ này, rồi các cái khóa này, mỏ lết này, vân vân rất là nhiều các thứ. Để các bạn bỏ vào đây. Rồi bên thiết bị điện cũng vậy nữa. Tuốc nô vít rồi là kìm cắt rồi là đủ thứ chúng ta bỏ vào đây. Bỏ hết vào một cái túi này, một cái bảng này chúng ta mang lên, chúng ta sửa chữa rất là thuận tiện ha. Đó. Rất thuận tiện. Nó cũng có một cái lớp nhựa, một cái tấm nhựa ở trong này rất là cứng, do cái tấm của mình nó thẳng luôn là vững chắc này. Đó. Các bạn thấy này, rất là nhiều túi này, rất là nhiều ngăn. Thế nào? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn, 6 ngăn, 7 ngăn, 8 ngăn, 9 ngăn, 10 ngăn, 11 ngăn. Thêm 8 cái túi nhỏ bên ngoài nữa này là 11 với 8 là 19. Ở đây, đằng sau và đằng sau có luôn nhá. 20, 21, 22, 23, 24, tất cả 24 ngăn. Nó có vài cái dây thun ở đây này, chúng ta móc cái thước đo hay cái gì đó vào đây này. Cái thước hay cái gì thôi. Thước cài thước vô này, đó, ta cài vô, chúng ta mang theo thôi. Rồi khi chúng ta gắn lại cũng rất là dễ thôi các bạn. Nếu như là các bạn để đồ nghề gắn cũng được, các bạn để nguyên cái tấm này các bạn gắn cũng được không sao cả. Ta đưa vô.
Cứ sát trong đáy này, cứ sát đáy này. Bắt nó lên. Nó có cái lớp kéo dính ở đây trong này rồi, nó sẽ dính lại. Chúng ta sẽ móc cái phần này lại này để cho nó giữ. Cho trường hợp các bạn xách lên nó khỏi bị rớt xuống ha. Đó, móc vô. Rồi chúng ta đóng lại thôi, khóa lại. Không tốn nhiều thời gian các bạn ha. Cái này nó mình thấy nó thuận tiện rất là nhiều hơn so với cái thùng thùng bằng sắt các bạn di chuyển ở dưới thì nó thuận tiện đấy, nhưng mà khi chúng ta sửa chữa trên cao còn di chuyển xe ra ngoài chúng ta mang cái này rất là tiện. Móc lại. Rồi, vậy là mình vừa giới thiệu xong tới các bạn đó là cái túi đựng đồ nghề của hãng Bestay là của Đức, rất là chắc chắn các bạn ha. Nếu các bạn xem video này các bạn thích các bạn like và comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chào tất cả các bạn. Thank you.